quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng điểm về quốc phòng, an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước. Vệt ký sự miền Đông qua vùng miền Đông đất đỏ là hành trình ghi nhận các hoạt động của quân khu 7 rộng khắp 9 tỉnh thành đã và đang thực hiện, xây dựng thế trận lòng dân ở miền Đông Nam Bộ mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Trong cuộc sống hiện đại, trước sự phát triển của nền kinh tế xã hội, ít ai nghĩ đến những người lính biên cương, những cán bộ chiến sĩ vẫn đang ngày ngày âm thầm làm việc, phấn đấu vươn lên, rèn luyện trí lực và thể lực để cùng nhau gìn giữ cho sự bình yên của Tổ quốc. Quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại tỉnh Lâm Đồng, vùng đất anh hùng trên cao nguyên Lâm Viên Trùng Điệp. Khí hậu nơi đây thật mát mẻ và trong lành, cùng với sự đa dạng ấn tượng bởi danh lam thắng cảnh, vùng đất đỏ Ba Giang trù phú. Lâm Đồng còn là nơi hung đúc, xây đắp nghĩa tình quân dân, son sắt thủy chung. Dường như cảm giác yên bình và khí hậu tuyệt vời nơi phố núi đã xua tan mệt mỏi trong ekip thực hiện chương trình. Sau chặng đường dài hơn 300 km từ thành phố mang tên Bác đến với Đà Lạt, nơi đây được mệnh danh là thiên đường du lịch, một xứ sở của các loài hoa thi nhau đua sắc thắm. Sáng hôm sau, rời Đà Lạt trong cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng, đứng chân trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Đã hơn 9 giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn phủ kín sương mù. Các thành viên đội sản xuất số 3 ví von, đây giống như là một Sa Pa trên đất Lâm Đồng. Đội trưởng đội sản xuất số 3, Đại úy Phạm Hồng Thái, người có nhiều năm gắn bó cũng là dân bản địa ở đây, nhiệt tình mời đoàn và bà con đi tham quan các mô hình giảm nghèo bền vững. Hơn 15 năm, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất với bà con cán bộ chiến sĩ, trí thức trẻ của đội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào, hỗ trợ cây, con giống, giúp cho đồng bào chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bà con cách ghép cái cây bơ 034 này, thì cây bơ này thì nó sẽ đem lại cho lợi nhuận cao và cái khả năng sản lượng nó là rất là cao. Bây giờ em sẽ làm để hướng dẫn cho mọi người cách ghép. Bình thường như thế này thì mình sẽ gọt bằng hết tất cả những này, để không gọt bằng mịn là để không có không khí, không bị lủng, để cho nó không bị lủng thì nó sẽ bị thối cây. Sau khi xong có cái mắt như thế này, chúng ta sẽ dùng bọc ni lông này, chúng ta sẽ quấn lại. Quấn cái từ dưới quấn mình quấn lên trên. Và lưu ý khi mình quấn lên trên đầu mắt trên này thì mình chỉ được quấn một lần vòng qua cái đầu này, bởi vì để cho những cái thân mầm đó nó phát triển lên thì nó sẽ đục được cái bịch ni lông này, nó thoát ra ngoài. Thì đại đa số bà con ở đây là người đồng bào Tây Nguyên ấy. Thì qua quá trình mà anh em chúng tôi đi thực hiện là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con đấy, cầm tay chỉ việc các thứ, thì từ đó bà con là vận dụng cái mô hình này vào. Hiện tại bây giờ cái diện tích mà để bà con mà trồng sen canh cây bơ với cây cà phê đối với ba xã trong vùng dự án là khoảng cỡ nằm cỡ trên 20 hectare rồi. Như để chứng minh hiệu quả mô hình trồng bơ ghép xen canh cây cà phê đang được triển khai nhiều trên địa bàn, Đại úy Phạm Hồng Thái dẫn chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình anh Ngô Văn Dũng ở thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Cái mô hình mà bơ xen canh cây cà phê này anh làm được lâu chưa anh ha? Làm được 3 năm rồi, bơ được 3 năm rồi. Ở trên nhà đấy, gần chỗ bên Đoàn Kinh tế Quốc phòng, thì cũng được như thế là
anh em rồi là chỉ để mình học hỏi, mình về mình học hỏi, mình làm theo thôi. Thì không biết là lợi nhuận của mình năm ngoái thì thu được bao nhiêu anh? Tổng thu thì trừ hết đi rồi mình còn được lại hai vợ chồng còn được 1.8 tỷ. Chia tay đội sản xuất số 3, ekip tiếp tục vượt gần 150 km đường đèo từ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đến Đạ Tông, huyện Đam Rông, một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Đội sản xuất số 1, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng, ngoài nhiệm vụ hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi để từng bước thoát nghèo, hàng đêm giữa đại ngàn heo hút này, lớp học xóa mù chữ cho đồng bào do các thầy cô giáo là cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện vẫn sáng đèn. Mặc dù bên ngoài trời đang mưa nhưng bà con đồng bào dân tộc Chin và Mơ Nông tại thôn Nờ Tôn, xã Đạ Tông vẫn đến lớp đông đủ. Để vận động được bà con đi học là cả một quá trình rất khó khăn của cán bộ và đội viên trí thức trẻ tình nguyện. Ban đầu lớp chỉ có 10 người, nhưng sau một thời gian kiên trì vận động, con số đã tăng lên 33 người. Việc mở các lớp học xóa mù chữ như thế này đã tạo điều kiện cho bà con đồng bào học được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt và làm tốt một số phép tính cơ bản. Đứng chân trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 80% dân số, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Nội dung dân vận chủ yếu là tặng quà, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo cho các cháu học sinh tại các điểm trường vùng cao, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn đã tổ chức xây dựng trên 30 km đường bê tông và nhựa, liên thôn, liên xã, xây dựng và kéo mới trên 40 km đường dây điện trung và hạ thế, xây dựng sân bê tông cho các hộ dân, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, quân dân cho các đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần cùng địa phương ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hàng năm thì chúng tôi sẽ tổ chức từ 3 đến 5 đợt đi làm công tác dân vận tập trung ở tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vùng mà hiện nay chúng tôi thấy khó khăn đó là về điện không có, sóng điện thoại không có, nước sử dụng không có, đường đi lại thì rất là khó khăn. Mỗi một đợt chúng tôi đi thì chúng tôi thực hiện một số nội dung. Một là khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con. Hai là chúng tôi tuyên truyền cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, để bà con hiểu về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó thì để giảm thiểu cái việc gia tăng dân số thì chúng tôi thực hiện tốt tuyên truyền về thực hiện quy hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái chính sách và thực hiện tốt cái chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp tục tìm hiểu câu chuyện về tình nghĩa quân dân trên vùng đất cao nguyên, chúng tôi đến với mô hình hũ gạo tình quân dân của Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, được đánh giá rất hiệu quả. Hàng ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ tiết kiệm một nắm gạo trong tiêu chuẩn ăn của mình để bỏ vào hũ gạo. Hàng tháng tổ chức tặng cho các gia đình. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị đỡ đầu tại thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. 30 kg gạo và khoảng 300.000 đồng tiền mắm muối, dầu ăn, bột ngọt. Từ những hạt gạo nghĩa tình này, trong 5 năm qua đã giúp được 5 em học sinh học đến đại học, tặng cho 211 lượt gia đình khó khăn trong thôn Đăng Srôn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Hành trình của ekip tiếp tục đến xã Đa Quyên, nơi xa nhất của huyện Đức Trọng. Người đầu tiên ở xã Đa Quyên chúng tôi gặp là gia đình anh Ma Bảo, thôn Ma Bó. Ngôi nhà nghĩa tình quân dân vừa được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng vận động xây tặng, có diện tích 80m², tổng số tiền xây dựng trên 100 triệu đồng. Anh Ma Bảo phấn khởi cho biết đây là ước mơ cả đời của vợ chồng anh, từ nay không còn phải lo về chỗ ở. Anh và vợ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy hai con nhỏ thật tốt. Toàn xã Đa Quyên có trên 5.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Churu chiếm trên 83%. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực tham gia giúp dân thực hiện phong trào
chung sức xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần cùng địa phương đưa xã Đa Quyên về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. Ban chỉ huy quân sự huyện thì là trong năm ở tất xã thì cũng thường xuyên vào làm công tác dân vận tại xã. Thứ nhất là về làm các đoạn đường hỗ trợ là cùng với là bà con, là thứ nhất là ban chỉ huy quân sự xã, thứ hai là bà con làm công tác dân vận là làm đường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường, đó là việc nhất. Còn việc thứ hai thì trong những năm gần đây thì cũng hỗ trợ là vật liệu, là xây dựng nhà, là nhà rột nát, rồi nhà là một số nhà là nhà tình thương, rồi nhà gia đình liệt sĩ. Rời Đa Quyên, chúng tôi cảm nhận được tín hiệu lạc quan về sự no đủ của người dân nơi đây, và niềm tin càng được nhân lên khi có thêm nhiều mô hình mới sáng tạo, hiệu quả được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo triển khai trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang của tỉnh tổ chức rất là nhiều cái mô hình, ví dụ như là thắp sáng đường quê, mô hình như là Tết quân dân, xuân chiến sĩ, mô hình hũ gạo tình thương, rồi là kết hợp với việc huấn luyện và làm công tác dân vận. Thì địa bàn để tiến hành làm công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ấy, thì tập trung vào là các cái huyện, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc có cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn. Chỉ tính riêng 5 năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai với trên 50.000 ngày công, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, đóng góp hơn 27 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, xây nhà tình nghĩa quân dân, góp phần lập thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hộ dân được cải thiện, nâng cao. Thì trong thời gian qua thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh nói chung đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình đối với công tác dân vận, là cầu nối và kết nối được các tổ chức chính trị xã hội và cũng như là các tổ chức xã hội nhân đạo để thực hiện tốt công tác dân vận. Và đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây thì với vai trò tham mưu cơ quan thường trực thì lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã tham mưu để cho ban chỉ đạo thực hiện các cái chương trình công tác dân vận tập trung ở các cái xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tập trung vào cái việc là hỗ trợ giúp đỡ cho các cái địa phương hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những ngày trên cao nguyên Lâm Đồng, chúng tôi đã được trải nghiệm đêm hội cồng chiêng của đồng bào người Chin, huyện Lạc Dương. Dưới ánh lửa bập bùng, cùng chén choáng men say rượu cần nồng đượm, tình quân dân quyện chặt trong những giai điệu cồng chiêng rộn rã ngân vang. Cảm nhận của những người làm phim không còn là ước mơ mà là thực sự, cuộc sống mới đầy đủ đã về trên mỗi nếp nhà những bản làng xa xôi của tỉnh Lâm Đồng. Ngày mới đã về trên vùng quê yên bình, trong nắng ấm ban mai giữa đại ngàn cao nguyên, bà con đồng bào cùng với các anh bộ đội lại bắt đầu công việc hàng ngày. Tạm biệt những con người mộc mạc bình dị, ekip chúng tôi lại tiếp tục hành trình về với những người lính của vùng biển đảo. Yeah.